chương trình tin tức thời sự bình luận với luật sư chủ thể xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi thì tiếp theo tin tức chúng tôi đã đưa tin trước đây khi có một phái đoàn của Trump Organization đến Việt Nam đến tỉnh Hương Yên để tìm hiểu và đầu tư vào tỉnh Hưng Yên và bây giờ thì trên màn hình quý vị thấy tin tức cho biết tập đoàn nhà ông Donald Trump bắt tay với ông Đặng Thành Tâm thực hiện dự án tổ hợp khách sạn 5 sao sân góp khu dân cư tại Hưng Yên với tổng vốn đầu tư là 1,5 tỷ đô la thưa quý vị có thể nói đây là một trình tức khách sức nóng đối với tập đoàn trump organization và tập đoàn Kinh Bắc của ông Đặng Thành Trâm ngồi bên trái màn hình là con trai thứ ba của ông trump ông Eric trump Ngồi giữa là ông Donald Trump, ứng cử viên tổng thống thứ 47 và ngồi bên phải là ông Đặng Thành Tâm thưa quý vị. Thì được biết là The Trump Organization đã đầu tư và sở hữu một loạt các khách sạn, sân góp, bất động sản thương mại và nhà ở ở khắp nước Mỹ cũng như tại nhiều quốc gia trên thế giới. Còn Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc à, thì là một tập đoàn lớn ở Việt Nam thưa quý vị. Thì ngày 25 tháng 9, tập đoàn Trump và công ty cổ phần dịch vụ khách sạn Hưng Yên, tức là một công ty con của công ty đô thị Kinh Bắc, hay còn gọi là Kinh Bắc City, KBC, đã công bố sự hợp tác thực hiện dự án tổ hợp khách sạn năm sao sân góp theo tiêu chuẩn quốc tế À, tới năm uh, uh, lỗ góp thưa quý vị, à, rồi khu uh, dân cư sang trọng và các tiện ích đẳng cấp ở tại Hưng Yên, Việt Nam thưa quý vị. Và cùng ngày thì ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ký kết biên bản ghi nhớ với tổ hợp uh, các nhà đầu tư đã được Trump Organization lựa chọn gồm có tập đoàn phát triển Hưng Yên, quỹ đầu tư Mỹ IDG và thêm một quỹ đầu tư nữa là Trust để cùng nhau xây dựng tổ hợp cao cấp hiện đại quy mô lớn đủ tiêu chuẩn cao nhất của quốc tế với tổng vốn đầu tư khoảng 1,5 tỷ đô la thừa về việc có thể nói đây là một cái sự đầu tư lớn của tập đoàn Trump Organization và sau đó thì ở ngay tại Florida đã có sự ký kết giữa tập đoàn Trump Organization và tập đoàn đô thị Kinh Bắc, tức là công ty KBC mà người đại diện và tổng giám đốc là ông Đặng Thành Tâm, người đại diện cho ông Trump và Trump Organization là Eric Trump thưa quý vị. Và như quý vị đã thấy là ngồi bên trái, ngồi giữa là ông Donald Trump, à, phía sau là hai lá cờ Mỹ, và ngồi bên phải là ông Đặng Thành Tập. Được biết Hưng Yên là quê của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Đương Thời là ông Tô Lâm thưa quý vị. Và trong cái dự án 1,5 tỷ đô la này sẽ xây các resort cao cấp, các hệ thống villa để phục vụ cho những sự kiện đặc biệt, các hội nghị cao cấp cùng với lại những uh, cư dân có tiền thưa quý vị. Và nói về sân golf hay uh, golf resort thì nó sẽ có 54 uh, hố để mà phục vụ đại chúng và thêm một cái quần thể đô thị uh, nhà ở hiện đại uh, đáp ứng nhu cầu phát triển mạnh mẽ, góp phần đưa tỉnh Hưng Yên lên thành phố thuộc Trung ương trong tương lai không xa. Ông Eric Trump, đại diện Trump Organization và là con trai của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump, đã cho biết là chúng tôi vô cùng hào hứng khi chính thức bước vào thị trường đầy năng động này. Việt Nam sở hữu tiềm năng vượt trội trong ngành khách sạn và giải trí cao cấp. Và chúng tôi rất phấn khích khi được hợp tác với gia đình tuyệt vời này để tái định nghĩa khái niệm xa hoa trong khu vực thưa quý vị tức là gia đình ông đặng thành tâm còn ông đặng thành tâm chủ tịch hội đồng quản trị kinh bắc city thì chia sẻ công ty hưng yên là một trong những nhà phát triển hạ tầng hàng đầu tại việt nam với sự tập trung mạnh mẽ vào các dự án trọng điểm đặc biệt trong lĩnh vực giao thông và phát triển đô thị gia đình ông trump luôn tiên phong trong việc đặt ra những tiêu chuẩn cao nhất của ngành khách sạn và chúng tôi rất mong đợi sự hợp tác đầy tiềm năng này. À, tập đoàn uh, Trump Organization là một tập đoàn tư nhân đa ngành thuộc sở hữu của gia đình cựu tổng thống Mỹ Donald Trump. The Trump Organization cũng đã đầu tư và sở hữu một loạt khách sạn, sân góp bất động sản thương mại nhà ở khắp được Mỹ cũng như nhiều quốc gia trên thế giới. Ở châu Á thì công trì của đại gia đình Trump có sân golf ở Dubai, ở Indonesia, Oman và nhiều bất động sản ở Hàn Quốc, Philippines, Ấn Độ. Tập đoàn Trump Organization được thành lập vào năm 1927, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và phát triển bất động sản ở New York, sau đó khi tiếp quản vào năm 1971, ông Donald Trump đã mở rộng hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác, bao gồm khách sạn, sân golf, giải trí, xuất bản, quản lý tài sản, môi giới tiếp thị. À, được biết là ông cũng đã trao lại quyền lãnh đạo cho các con vào năm 2017 sau khi đặt cử tổng thống Mỹ năm 2016. Còn công ty đô thị Kinh Bắc hay còn gọi là Kinh Bắc City của ông tổng giám đốc Đặng Thành Tâm, người ngồi bên tay phải là đã là một công ty mà có các công ty con và các công ty liên kết hiện quản lý hơn 5.000 hectare đất khu công nghiệp và 900 hectare khu đô thị. À, công ty uh, KBC Kinh này cho biết đã thu hút hơn 5 tỷ đô la vốn đầu tư nước ngoài mỗi năm. Đến cuối quý 2, uh, tập đoàn này có tổng tài sản hợp nhất hơn 40.900 tỷ đồng tiền Việt. Uh, vốn uh, sở hữu chủ đạt hơn 7.600 tỷ đồng tiền Việt thưa quý vị. Và trong uh, nửa đầu năm nay, doanh nghiệp của ông uh, Đặng Thành Tâm ghi nhận doanh thu hơn 1.000 tỷ đồng tiền Việt và lãi ròng gần 200 tỷ đồng. Và trong cuộc gặp gỡ với lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, đại diện của Trump Organization, hy vọng là Hưng Yên sẽ tạo điều kiện để được tham gia đầu tư dự án tại đây trong giai đoạn phát triển mới của tỉnh và góp phần thúc đẩy sự phát triển quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. À, chính quyền tỉnh Hưng Yên cũng đã cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để Trump Organization đến tìm hiểu, xúc tiến, hợp tác, đầu tư. Và hiện nay, à, tin tức cho biết là hai bên đã ký kết uh, biên bản để mà xúc tiến việc đầu tư với tổng số vốn là 1,5 tỷ đô la, thưa quý vị. Thì chương trình đến đây tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị khán, khán giả cấp khắp... nơi xin vui lòng nhấn subscribe để ủng hộ kênh thành thật cảm ơn xin hẹn vị trong chương trình kỳ tới